Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Việt Nam Net. Tin thế giới hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Ông Putin cảnh báo NATO, Nga giành lại 10 khu định cư ở Kursk từ tay Ukraine. Theo RT, trong ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về nguy cơ NATO trực tiếp can dự vào xung đột. Nếu liên minh này đồng ý để Ukraine dùng vũ khí tầm xa của phương Tây tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, chúng ta không bàn đến việc họ cho phép hay cấm chính quyền Kiev tập kích lãnh thổ Nga. Ukraine đã làm vậy rồi bằng UAV và các phương tiện khác. Tuy vậy, việc NATO cho phép Ukraine dùng các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao chống lại Nga đồng nghĩa với việc liên minh này trực tiếp can dự vào cuộc xung đột, ông Putin cho biết. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh, quân đội Ukraine không thể vận hành các loại vũ khí tầm xa nếu thiếu sự hỗ trợ, bởi các loại vũ khí này đều cần dữ liệu tình báo từ các vệ tinh phương Tây để tấn công hiệu quả nhất. Tất nhiên, sự tham gia trực tiếp của NATO sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Trong tình huống đó, Nga buộc phải đưa ra phản ứng phù hợp với các nguy cơ phải đối mặt, ông Putin nói thêm. Ở thời điểm hiện tại, Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow để tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, nhưng chưa được phép sử dụng chúng cho các đợt tập kích bên trong lãnh thổ Nga. Ở một diễn biến khác, theo TASS, trong ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư tại vùng Kursk trong vòng 48 giờ qua, đồng thời tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine tại khu vực này. Trong hai ngày qua, quân đội Nga đã phải giải phóng 10 khu định cư tại Kursk, bao gồm Apanasovka, Biakhono, Vishnevka, Viktorovka, Vnezapapoye, Gordeyevka, Krasnuk Tiavkoi, Obukhovka, Snagos và Deasti Okiap. Bên cạnh đó, chúng ta đã ngăn chặn hai cuộc phản công của Ukraine ở gần làng Fana CFK và Snagos, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã tổn thất hơn 12.500 binh lính, 101 xe tăng và hàng trăm xe bọc thép tại Kursk. phó tướng hé lộ kế hoạch của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, phó tướng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay tiết lộ, ông đã có đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận trực tiếp tối 10 tháng 9 với phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, người được chọn thay tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm nay. Theo Đài RT, trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh mới, ông Vance tuyên bố: "Để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trước hết bạn cần một người mà ai cũng đều nể sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng nếu ông Trump hoặc bà Kamala Harris lại chơi đừng để chuyện này xảy ra, nói điều gì thì họ thực sự có ý đó." Tuy nhiên, bạn tin ông Trump có khả năng đó, còn bà Harris thì không. Đó là sự gian đê. Khi được hỏi đề xuất hòa bình của cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ như thế nào, phó tướng của ông Trump đã phát thảo một kịch bản ông tin có thể xảy ra. Ông Vance nói, đường phân danh hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự, được bảo vệ nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa. Theo ông Vance, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của mình, nhưng Nga nhận được đảm bảo về sự trung lập của Ukraine, nước này sẽ không tham gia NATO hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU, những nước bị ông Vance cáo buộc hậu thuẫn cho nỗ lực xung đột của Kiev có trách nhiệm tài trợ. Theo ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Nga, Ukraine và EU đều muốn chấm dứt xung đột nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn vì tổng thống Mỹ đương nhiệm không làm được việc, còn phó tổng thống Harris không biết mình đang phải làm gì. Ông Vance cáo buộc chính sách của chính quyền Biden hiện là phung phí tiền để giải quyết vấn đề với hy vọng Kiev có thể giành một chiến thắng quân sự mà ngay cả người Ukraine cũng nói là không thể. Theo thượng nghị sĩ đến từ bang Ohio, lập trường của ông Trump là vừa cứng rắn, vừa khôn ngoan và đàm phán để chấm dứt xung đột. Ông cũng chia sẻ bản thân cảm thấy phát ngán vì sự lãng phí sinh mạng của người Mỹ khi làm cảnh sát của thế giới, đồng thời chỉ trích chính sách hiện tại của Mỹ đối với Nga. Ông Vance từ lâu đã phản đối việc Washington tiếp tục tài trợ cho nỗ lực của Ukraine trong xung đột, cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev trong một bài xã luận trên tờ New York Times hồi tháng 4, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều quân hơn mức Ukraine có thể huy động và nhiều vũ khí hơn mức Mỹ có thể sản xuất. Theo dự kiến, tới ngày 1 tháng 10, ứng viên phó tổng thống của hai đảng là Tim Walz Dân Chủ và j Vance, Cộng hòa, sẽ có buổi tranh luận trực tiếp trên đài CBS News. Nga thể đáp trả quyết liệt khi NATO ủng hộ Ukraine tấn công cất Moscow chỉ trích sự ủng hộ của phương Tây đối với việc Ukraine tấn công vùng cớt của Nga và cảnh báo sẽ đáp trả một cách quyết liệt. Ukraine đã huy động hàng nghìn binh sĩ tấn công xuyên biên giới vào vùng cớt của Nga từ ngày 6 tháng 8. Nga nhấn mạnh đây là hành động xâm phạm bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này. Chúng tôi muốn cảnh báo những chính trị gia vô trách nhiệm ở EU, NATO và ở nước ngoài rằng trong trường hợp chính quyền Kiev có những hành động hung hăng, phản ứng của Nga sẽ diễn ra ngay lập tức và sẽ vô cùng đau đớn. Newsweek dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 4 tháng 9 bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức tại Vladivostok. Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chia sẻ với tờ Venam Zontag của Đức hôm 31 tháng 8 rằng chiến dịch tấn công của Ukraine là hành động tự vệ trước Nga và các mục tiêu của Nga ở khu vực biên giới là mục tiêu hợp pháp tấn công của Ukraine. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine trong hơn 900 ngày và kể từ đó đã thực hiện nhiều vụ tấn công từ khu vực cớt về phía Ukraine. Binh lính, xe tăng và căn cứ của Nga là mục tiêu hợp pháp theo luật pháp quốc tế, ông Stoltenberg cho hay. Cũng theo ông Stoltenberg, quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng lại ở biên giới. Trước đó, vào giữa tháng 8, tướng Christopher Cavoli, tư lệnh đồng minh tối cao châu âu và là nhân vật quân sự cấp cao thứ hai trong nato đã ca ngợi sự bất ngờ về mặt hoạt động và chiến thuật mà ukraine đã đạt được khi tấn công bất ngờ vào vùng cớt của nga ông cavoli nói thêm cho đến nay nga đã thể hiện phản ứng chậm và đơn lẻ trước cuộc tập kích của ukraine và moscow đã không xây dựng được một chiến lược mạch lạc để đẩy lùi các lực lượng kiev hồi tuần trước người đứng đầu chính sách đối ngoại của liên minh châu âu joseph borrell nhận định Ukraine đã thể hiện rất táo bạo về mặt chiến lược bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và chiến dịch cớt đã giáng một đòn mạnh vào Nga. Thậm chí ông Borrell còn kêu gọi các đồng minh của Ukraine dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng vũ khí và cho phép các lực lượng vũ trang Kiev sử dụng chúng để tấn công những mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Đáp lại, bà Zakharova cho rằng điều này có nghĩa là EU cho phép khủng bố chống lại Nga. Các chính trị gia EU không chỉ không suy nghĩ hợp lý và có tầm nhìn xa mà còn không phù hợp với các nguyên tắc của riêng họ họ đã mất đi cảm giác thực tế và không hề nghĩ đến nguy cơ xung đột leo thang nguy hiểm hơn nữa bà zakharova cho hay